Rồi ở đây mình câu được được vớt được con ghẹ với mấy con mực, rồi mình đi chỗ khác mình câu ha. Ở đây hơi ít này, giờ mình thâu cần lại. Được, bắt lên. Có bún mực không? Nó có bún mà nó bún hết rồi. Bún anh bún mới dở kìa. Mà bắt mực lá nó không bắt. Bún mực kìa. Bún mà vô đây ít rồi. Bắt mực lá. Đây. Mực lá nó không bún hả? Bắt mực lá nó ít bún hơn. Chút lấy cái dao ra sẽ có dao không? Đó. Chút lấy cái dao sẽ chấm muối ớt. Muối ớt chanh. Em thử. Nó chạy gì vậy ta? Nhìn giống tàu tàu hoa quá. Mày gỡ ra coi. Gỡ ngược ra đúng rồi.
kinh nghiệm con mực có thể làm. Là quay quay. Đây em cầm cho. Ở đây qua đây. Rồi. Cửa đi vào. Quá đã luôn vậy ta. Trong xe luôn nè. Ăn không? Rồi. Dám không? Dám ăn không? Anh cầm nguyên con cắn đi em. Cắt ra. Rồi, dẹp dẹp quá đi. Để lên cái chai rồi cho nó cắt ra. Đây nè anh. Để cái chai để xuống. Cắt trên cái chai. Mở cái nắp này. Mở nắp đi. Mở nắp cho nó xẹp. Xẹp sao mà xẹp gì? Sao anh cắt được xẹp. Rồi, vậy đi. Nó dặn nó cứng vậy nè. Cái da nó rụt không? Khơi mà các bạn thông cảm đi các bạn ơi. Sánh nó chấm hơn nhiều nhiều lắm. Bỏ vô. Con mực này mà ăn là không còn gì bằng. Mực ăn vậy đó mới ngọt đó. Nó đỏ màu kìa thấy không? Đầy đủ.